chính là bánh hằng sống từ trời ban xuống, nên ai ăn bánh này sẽ được sống hạnh phúc trường sinh. Này là mình ta hãy cầm lấy mà ăn, đây là máu ta hãy nhận lấy mà uống, vì giao ước này đổ ra cho muôn người. Hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến ta. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.